Nhức, cứ mỗi buổi sáng ngủ dậy là nhức. Mẹ đi xuống đất là cảm giác chân chệch. Bây giờ chúng ta đến với xem đấu thứ hai giữa đội Hải Phòng và Hà Nội nhá. Ngon rồi. Điểm số đầu tiên cho Hà Nội. Một pha đập cầu rất mạnh của Lê Văn Tú. 1-0. Thủ cầu rất bền của Quang Định. Dồn An Thanh Huy rồi. Cho đập tiếp đi nào. Rất hay. Không còn rồi. Điểm 2-0 cho Hà Nội. Phạt cầu hơi vội vàng của An Thanh Huy. 3 cầu rất có lực từ Quang Định. Cơ hội tấn công, đập hơi yếu rồi, đập rất nhẹ nhàng và đơn giản. 4-0 cho cặp đôi Hà Nội. Cầu ngoài sân. Điểm số đầu tiên cho Hải Phòng 1-4. Quang Định phát cầu. Đồng pha giật cầu của tay chéo sân không qua lưới của An Ninh Huy. Mục đích thì rất hay nhưng vẫn chưa thể thực hiện được. 5-1. Mình nhớ thủ cầu căng qua tay quá nhờ. Wow, quá đẳng cấp. Dừng cầu rồi. Đó cầu xuất bên cạnh bay vào sân bên này. Phát cầu lại. 5-1. Chậm gì nữa thôi. Cao rồi. Tỷ cầu. Có vẻ Quang Định tỷ cầu không tốt. Không phải nói thực sự như thế. Tỷ cầu rất cao. Tỷ cầu không chìm. Cầu ngoài sân. 7-1 cho cặp đôi Hà Nội. Có vẻ cặp đôi Hà Nội tăng tốc rồi. Một khi họ đã vào tay rồi rất khó. Quá đơn giản. 8-1 cho cặp đôi Hà Nội. Và cầu lỏng lỗi rất đáng tiếc của Tuấn Huy. Đội điểm 2-8 cho Hải Phòng. Cố lên, Hải Phòng cố lên. Đội cầu chéo sân rất hiểm hóc, chỉ tiếc là ra ngoài một chút thôi. Tiếp tục một điểm số cho Hải Phòng. 3-8. Hải Phòng. Chém cầu lỗi từ Tuấn Huy. 5-8 Hải Phòng. Đều đều đi cho nó căng nào. Đánh tì tì mẹ lỏng lỏng ơi. Cho bên kia nó bớt sung đi. Mẹ cứ cho nó đập cho nó trả sung. Rất là định mà không biết tỉ. Vào lưới rồi. 6-8 Hải Phòng. Viên Quang Định của Hải Phòng mà tỷ cầu tốt hơn thì trận đấu sẽ hay hơn rất là nhiều. Không dám tỷ toàn hất thôi. Tỷ cao là chết. Vâng, anh đặt. Anh kéo nó lên thôi. Anh cứ nhét nó vào, anh đẩy nó lên. Xoay xoay. Đấy, góc góc vạch ở kia. Kìa
cứ để đấy. Chúng ta trở lại trận đấu là 9-6 Hà Nội. Tấn công. Bên kia thủ trì lắm. Nó vẩy cổ tay hấu bây giờ rồi. Rất hay. 16 Hà Nội. Lê Văn Tú cổ tay rất kinh khủng. Lái cổ tay rất hay, cầu ra ngoài sân rồi. Đội điểm cho Hải Phòng 7-10. Tuy là Hà Nội vẫn nhỉnh hơn, nhưng mà trận đấu này rất hay. Quan trọng là trận đấu nó phải hay. Ok, đã qua nửa set đấu thứ hai rồi. 11-7 cho Hà Nội. Ok, tranh thủ mấy vận động viên đang nghỉ giải lao, chúng ta tranh thủ 2 phút xem Tuấn Đức và Đào Mạnh Thắng đánh với cặp đôi trẻ Hải Phòng nha. Bọc lót nhau rất tốt và dễ dàng. Tuấn Đức và Đào Mạnh Thắng gần màn hình của chúng ta. Với đôi cặp đôi trẻ Hải Phòng. Điểm số đang là 12-8, để ra đôi Hải Phòng đánh cũng hay phết đấy chứ. Có cầu đánh lừa của Tuấn Đức nhưng cầu ngoài sân mất rồi. Và chúng ta trở lại với trận đấu chính nha. 11-7. Đấu cầu ngang. Mười hai bảy. Cầu ngoài sân rất tỉnh táo. 13-7 Hà Nội. Hải Phòng cố lên. Rất chủ động tỉ cầu. Cầu trong sân. 83. Đập chém ra ngoài sân rồi. 93 Hải Phòng. Nói về sự khéo léo thì cặp đôi Tuấn Huy và Văn Tú cũng đánh giá Văn Tú cao hơn. Văn Tú rất toàn diện. Cầu lật lưới. 14-9. Trận cầu rất hay từ Văn Tú. 15-9. Hai vợt rồi sao anh nhỉ? 16-9. Non rồi. Cổ tay quá kinh khủng. Rất tốt. 10-16. Huy Định cố lên. Sân bên cạnh thì cặp đôi Hải Phòng, cặp đôi trẻ Hải Phòng đang dẫn trước Tuấn Đức và Đào Mạnh Thắng với điểm số 20-12. Hai mươi mốt mười hai cho cặp đôi trẻ Hải Phòng trong đầu thứ nhất, rất hay. Thủ cầu ngoài sân. 17-12 Hà Nội. Rồi, phản rất tốt. 13-17.
thế yếu hơn thì không nên đấu, đúng không mọi người? Cầu dưới thì không nên đấu với cầu trên, trừ khi là trên cơ hẳn. Quang Định phòng thủ rất hay, nhưng Quang Định không thấy Quang Định thủ cầu. Rồi, rất hay. Điểm số rút ngắn 14-17 cho Hải Phòng. Hải Phòng cố lên. Thủ cầu rất tốt. Tiếp tục một điểm số ở Hải Phòng 15-17. An Thanh Huy và Quang Định cũng khá lì, nhưng cứ để đối thủ công cầu như thế thì rất nguy hiểm. Vẫn thủ được, không còn nữa rồi. 18-15 cho Hà Nội. Cầu không qua lưới, một pha cầu tỳ ngang lỗi của Văn Tú. Với tốc độ cầu cao như thế thì việc lỗi là bị chuyện bình thường. Ăn điểm đã khó, mất điểm còn dễ hơn. Mất điểm lại rất dễ. 19-16 cho Hà Nội. Cầu không qua lưới. 17-19. An Thanh Huy phát cầu. Vẫn còn, hay quá. Thủ cầu tốt. Ngoài thật rồi. 18-19 ở Hải Phòng. Hải Phòng cố lên, đánh số 3 đi. Huy Định cố lên. Cầu trong sân. 19 đều ở Hải Phòng, cố lên nào. Biết đâu set thứ 3 sao. Không thủ được rồi. 20-19 ở Hà Nội. Đập quả sợ quá. Cố lên, Hải Phòng cố lên, cố lên. Ok, giờ thứ hai kết thúc 21-19, một chiến thắng vừa đủ cho Hà Nội. Mình sẽ kết thúc video và hẹn mọi người tại các video tiếp theo nha. Cảm ơn rất nhiều bình luận viên Sport Hùng.